Dạ. Hello, hello anh chị em mình nha. Em tên là An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay á, em gửi tới anh chị một miếng đất giá rẻ luôn nha. Có thổ cư, gần khu nghiệp Gia Long mà chỉ có 1,5 cây số à. Kế bên Ủy ban Phú Hưng Hòa luôn, đường ô tô vô tới đất luôn nha anh chị. Đó, cho anh chị mình xây cất nhà, mình đi làm khu nghiệp Gia Long ha. Bên đây có căn villa nè. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Còn diện tích đất của mình á, đất mình có diện tích là 125m2, chiều ngang á là 4,9m, gần 5m ha, chiều dài là 25. Đây, từ đây anh chị, tính từ bức tường qua là bỏ một nền này, rồi tính nền đây nè, chiều ngang 4,9, chiều dài 25, dài bằng căn nhà đó. Đó, dài bằng căn nhà đó anh chị, hơn 25m, 50m thổ cư nữa, đất là hướng Tây nha, hướng Tây, hướng quay qua đây nè. Đó, quay ra đó 100m là tới được lộ điệp. Con lộ điệp á, quẹo bên tay trái nè, là chút nữa là tới ủy ban, sát bên ủy ban luôn. Còn quẹo phải á, ngay chỗ kế bên ủy ban á là đường huyện lộ đang làm hay anh chị đang nâng cấp á, là từ thị trấn Châu Thành á tới khu công nghiệp An Hiệp, tới khu công nghiệp Gia Long của mình luôn. Đó, rất là gần hay anh chị. Còn quẹo đây là quốc lộ 57B, đường tỉnh 884 rồi á. 883 chứ, xin lỗi anh chị, 883. 83 cũ trước á, đi khoảng 1,5 cây nữa là tới được khu nghiệp Gia Long, một trong những khu nghiệp mà lớn nhất của tỉnh Bến Tre nha. Đó, có số lượng công nhân là hơn 35.000 công nhân nữa. Trời ơi, em báo giá luôn cho anh chị mình nha. Giá đây anh chị mình sở hữu á, một miếng đất có thổ cư nè, mình có thể xây cất nhà, đường xe ô tô vô thoải mái luôn. Đó là 580 triệu, 580 triệu nha anh chị, 580 triệu. Ngang năm dài là ngang 4,9, dài là hơn 25, hướng Tây ha, 50m thổ cư sổ sẵn luôn. Để em lấy sổ cho anh chị mình xem. Thì chút nữa chạy một vòng ra hướng vào ủy ban cho anh chị xem ha. Đất của mình là thuộc ở Phú Hưng Hòa nha anh chị, kế bên ủy ban luôn á, Phú Hưng Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nghe đây anh chị ơi, không biết chị mình thấy rõ không nữa. Dạ, hơi mờ hả anh chị ha. Đây, thửa đất số 622, tờ bản đồ số 9 nè. Địa chỉ là xã Phú Hưng Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ha. Diện tích 124,5m2. Hình thức là sử dụng riêng ha này anh chị. Đất ở tại nông thị, nó ở tại nông thôn á, 50m. Còn lại đất trồng cây lâu năm nè. Đó, thời hạn đất ở lâu dài, cây lâu năm đến 12 tháng 11, 2046 lận. Sổ rất là mới anh chị ơi, sổ này sổ hồng luôn á, chính chủ kêu bán nha. Đó, còn đây sơ đồ là chiều ngang 4,9, chiều dài á là 25,5, hậu cũng 49 luôn ha anh chị, hướng chính tây luôn, chỉ có 580 triệu à, 580 triệu nha anh chị. Bây giờ em chạy một vòng đi từ đây ủy ban cho anh chị xem nha, kế bên ủy ban luôn á, rất là tuyệt vời anh chị ơi. Thực sự mà nói đất khu nghiệp giờ giá rất là cao luôn, tại nhu cầu rất là nhiều nhưng mà đất thì ít anh chị, đất có hữu cư thì ít lắm. Dạ, đây là lộ điệp nha, lộ nhựa lộ điệp nè. Về bên đây là ra quốc lộ 57B nè, theo đường có cổng chào á, về bên phải là xuống hướng khu công nghiệp Gia Long, hướng xuống Bình Đại, khu nghiệp Phú Thuận đang xây luôn anh chị. Vào cánh trái là hướng vào thị trấn của Châu Thành, cầu Đập Hiểu 1. Từ đây mà anh chị đi thành phố Bến Tre là khoảng tầm chưa tới 10 phút anh chị đi xe máy. Đây là villa nè. Đây, ủy ban Phú Hưng Hòa. Đó, cái ủy ban ha.
rất là tuyệt vời nha. Còn con đường Nguyễn Lộ đang làm nè anh chị. Chỗ đây có chợ nhỏ nữa ha, anh chị mình đi chợ cũng tiện nữa. Đó, đường đang nâng cấp lên rất là rộng anh chị ơi. Hướng này là đi vào thị trấn nha. Đây có bưu điện nè. Hướng này tới khu nghiệp Gia Long. Thì thôi em cũng xin dừng video tại đây nha anh chị. Chân thành cảm ơn anh chị mình đã xem đến cuối video nha. Chúc anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe. Bye bye anh chị.